Đây là chuyến bay của khách. Hôm nay khách sẽ đi máy bay Vietnam Airlines và khách sẽ đi chuyến bay VN712. VN712 này của Khang là thật sự là một chiếc máy làm máy bay Boeing 777 Dreamliner. Thì máy bay này rất là bự, siêu to, khổng lồ luôn đó mọi người. Wow. Bây giờ Khang sẽ tin là Khang sẽ có một chiếc và lớn bay. Mọi người, thì bây giờ Khang sẽ mong mong chút xíu. Và hôm nay trong thực đơn của Khang sẽ có thịt xông khói. Nhưng mà ở Việt Nam thì Khang hay nói vui thịt xông khói tiếng Anh là bacon, thì nó là bacon. Thì Khang, nhưng mà Khang thích gọi tiếng Việt nó là bacon hơn bacon, hay là thịt xông khói. Và trái trứng luộc, thì cái trái trứng này Khang cũng không hiểu làm sao. Hồi nãy Khang bỏ trong cái chén này, lộn trong cái dĩa này, xong rồi Khang làm rớt trong cái dĩa này, xong nó úp ngừa ra luôn. Khang gọi cái là trái trứng kỳ diệu. Bây giờ thì Khang đang ở trên xe bus từ khởi hành đưa ra máy bay đây. Xe sẽ di chuyển đến chỗ đậu của máy bay Boeing 777 Dreamliner, siêu to khổng lồ luôn đó cả nhà. Mọi người ơi, Khang đang ở trên máy bay rồi nè. Theo quy định hiện tại, nên hôm nay mình check in thì mọi người còn phải đeo khẩu trang khi xuống chuyến bay đó nha. À, còn có một điều thú vị nữa ở tập thiết kế của máy bay Boeing 777 nè, đó là cửa sổ có thể điều chỉnh tối dần và không còn cánh cửa sổ đóng mở như những máy bay. Wow. Bởi vì đây là một chuyến bay ngắn nên hành khách sẽ được phục vụ thức uống và một cái chai nước. Và kéo một cái ly xinh xắn như thế này nè. Trên máy bay thì Khang cũng tranh thủ khám phá một số ứng dụng trên màn hình tiện ích máy bay nè, cũng thú vị lắm nha. Thì nó có những lựa chọn như sau: xem phim, kids, games và cả bản đồ chuyến bay nữa. Chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi Nha Trang có tổng thời gian bay là 45 phút. Và đây là bản đồ hành trình đây mọi người. Trước khi hạ cánh, máy bay sẽ bay lượn một vòng như vậy nên đợi đến lượt hạ cánh xuống sân bay quốc tế Cam Ranh. Chào mọi người, hiện giờ Khang đang ở một nơi mà chắc chắn là đi Nha Trang mọi người sẽ ghé thăm luôn, đó chính là Viện Hải Dương Học Nha Trang. Địa chỉ cũng đó là ở số 1 đường Cầu Đá tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam. Và khi mình vô đây thì mình phải mua vé đó mọi người. Thì đối với người lớn là 40.000, đối với sinh viên là 20.000, đối với trẻ em là 10.000, còn đối với chị em dưới 4 tuổi là miễn phí. Đây là vé của Khang đây, bởi vì Khang là trẻ em nên Khang, số tiền của Khang chỉ có 10.000 đồng thôi. Và ở trong đây sẽ có rất nhiều mẫu sinh vật biển và sinh vật biển đang sống ở trong đây luôn đó mọi người. Khang thấy rất là thú vị và Khang cũng rất là thích sinh vật hồng nữa, đặc biệt là sinh vật hồng liên quan đến biển là những sự làm cái mô về động vật sống dưới đại dương đó mọi người, nên Khang rất là thích cái này luôn, nên bây giờ Khang không chần chừ được vô nữa. Thôi bây giờ không có vô đây. Ở đây có nước trái luôn đó mọi người. Hay là một cái cao biển nè.
rất nhiều cá, và rất nhiều sao biển, và sao kho nữa. Mấy con cá có sọc này là con cá ở biển hồi nãy Kem đi ăn nhà hàng, hay có thấy không đó mọi người? Chào mọi người, chị thấy như nào là hai người hành đi cho đây thấy cá là vật biển, nhưng mà hay không ngờ ở đây có con cá chấm nước mặn luôn đó mọi người. Tôi thật là cá sấu hoa cà, khoa học đó là Crocodis Mollis Gander, và hình như phát hiện ra 1801. Mọi người, con cá sấu này mọi người. Ê, ghê quá à. Hồi nãy lúc mà Khang nhìn thấy nó, Khang chỉ bắn mình lên 1cm đó mọi người. À, mọi người nhớ nhà mình, những người bạn mà hay nói cho phòng intro không, dù trong những người bạn đó đã nói là có một con cá sấu bự luôn hồi nãy. Nhưng con cá sấu khác nữa đây. Đây chúng ta đi tiếp nha. À, và hồi nãy Khang mới đọc cái bản là con cá sấu này có thể dài đến 7 mét và nặng 1,2 tấn nữa. Lùa biển mọi người, là lùa biển nè mọi người, lùa biển nha. Từ ở đây thì có một khu vực kép để cho những con lùa có thể sinh sản được, đó là để trứng á, và đây là những con lùa biển đó mọi người, và có những con cá nữa, có một con lùa đen để trứng hay sao bên đây nè. Ôi chúng ta thật là may mắn, để trứng đây là một con lùa đang để trứng mọi người. Đây là một con lùa đang bơi nha mọi người. Hồi nãy thì Khang đi ở chỗ đó thì Khang không thấy con lùa đang bơi, Khang chỉ là con lùa không biết bơi. Oopsie. Nhưng thật sự con lùa biết bơi nha mọi người. Và thực sự ở đây có 3 loại lùa là lùa xanh, vít và đồi mồi. Thì lùa xanh với đồi mồi là Khang biết là con gì rồi, nhưng mà vít thì nghe cũng rất là lạ luôn á. Thôi bây giờ chúng ta đi cũng biết. Rồi có nghĩa là Khang sẽ không được xem cái thuyền không lấy kính, nhưng mà ít nhất Khang không được ra trên nhìn. Khang xem dưới đây có cua nào không nha mọi người. Khang nghĩ là không á. Mọi người ơi, giờ Khang đang ở phòng bảo mật lớn rồi nè, và đây là phòng Khang nhìn nổi tiếng nhất Hải Dương Hồng luôn. Và ở đây có rất nhiều mẫu biển rất là lớn nữa, như là ở đây. Nhưng ở đây nè mọi người, và con bò biển này bị chết ngày 22 tháng 1 năm 1907 tại bãi lò vôi Côn Đảo, và được vườn quốc gia Côn Đảo chôn cất bảo vệ đến chiều dài dài hơn là 273 cm, là 1m73, và trọng lượng gần 300 kg luôn đó mọi người. Mọi người, đây là thùng chứa cá trên nè mọi người. Trời ơi, nó rất là bự luôn á mọi người. Đây là cái thứ của ta, con này là 1,8 mét, và đặc biệt đó là loài cá không bay vẫy, cơ thể dài dạng rắn. Cái trên hoạt động vào ban đêm, ban ngày chúng chui rút trong các hang hốc và vươn mình trong cát. Những con cá chỉ lớn có răng rất sắc và nhỏ và có hình dáng con người. Khi nghĩ cái này giống như là một con lươn, một cú cú á mọi người. Nhưng mà đây là con cá trịnh nha mọi người, giống lại con lươn nha. Mọi người, đây là thùng cá khánh thang rồi.
Này, chị có phát em không? Thì đây chúng ta trong mọi nhà nha mọi người. Là những con hải quỳ. Những con hải quỳ là những con này nè mọi người. Thường sẽ ngư dân sẽ phát hiện con này và sẽ bắt mình ăn rụng. Nhưng mà đây là mình rất yêu thiên nhiên, sẽ không bắt mình ăn rụng đâu mọi người. Thì con này nó sẽ rất có cái lưỡi ở trong nó sâu trong lòng đất con hải quỳ nha mọi người, giống con cá nha. Xong rồi nó sẽ có những cái sức tu quá trơn và nó sẽ ép ăn những con như là cuốc như những loại ốc. Và khi mà kéo lên thì khi mà đà thì các ngư dân phải nuôi luôn nó không bị nắp vào dưới đất. Và khi mà bắt được nguyên lên thì nó sẽ khi mà lên mười được một khoảng thời gian nó sẽ co lại. Mọi người đây là phần dưới con sam đây. Thì con sam sẽ ép mình nhầm lẫn với con sò này. Nó có độc cho mọi người. Và đây là một loại hải sản đó mọi người. Ở Việt Nam thì bây giờ đây là cái hải sản đó. Bỏ luôn rồi. Đây là con sam. Con sam, đây là nhầm với con sò này. Cái độc. Nhưng ngư dân làm sao mà biết con này con sam, con này con sò. Thì con sò khi mà bị ép thì là khác. Thì nếu mà nó là hình tròn là không sao, nếu mà hình tròn nhét thì không sao, ví dụ như sao đi. Qua một địa điểm khác nha mọi người.
Chào mọi người, giờ Khai đang ở khách sạn 42 Grand rồi đây. Nếu mọi người không có thể đi giải vì nó cuốn xuống Khai thì hãy quay lại bài viết. Nên nhớ là Khai đang đi tới một cái khách sạn và khách sạn vô xanh hơn. Nếu mọi người chưa được xem thì bây giờ hãy xem nha. Nhưng mà cái khách sạn đó là ở Phan Thiết, còn hiện giờ Khai đang ở Nha Trang và cũng không khách sạn nữa là khách sạn 42 Grand. Là khu tháp trà Monaga, nhưng mà có một tên khác là tháp bà Monaga. Khang nghĩ là nó khác cái tên là đúng rồi nè, nhưng mà nó còn khác cái gì nữa. Thôi bây giờ mọi người cùng khám phá với Khang nha. Tháp bà Monaga Nha Trang còn có tên gọi khác là Trang Po Inunaga hay Trang Po Anaga Inu Anna trong tiếng Chăm, tiếng Ede có nghĩa là mẹ. Đây là ngôi đền Champa nằm trên đỉnh một ngọn đèn nhỏ, cao khoảng 10 đến 12 mét so với mực nước biển, ở cửa sông Cái tại Nha Trang, Khánh Hòa, cách trung tâm thành phố khoảng 2 km về phía bắc. Tên gọi tháp Ponaga được dùng để chỉ chung cả công trình kiến trúc này, nhưng thực ra nó là tên của ngọn tháp lớn nhất, cao khoảng 23 mét. Tổng thể kiến trúc của Ponaga gồm 3 tầng, đi từ dưới lên trên. Tầng thấp, ngay mặt đất bằng là ngôi tháp cổng mà nay không còn nữa. Từ đấy có những bậc thang bằng đá dẫn lên tầng giữa. Tầng giữa, nơi đây hiện chỉ còn 2 dãy cột chính bằng gạch hình bát giác. Mỗi bên 5 cột có đường kính hơn 1 mét và cao hơn 3 mét. Ở hai bên các dãy cột lớn có 12 cột nhỏ và thấp hơn, tất cả lại nằm trên một nền bằng gạch cao hơn 1 mét. Tầng trên cùng là nơi các tháp được xây dựng ngay trước mặt nơi tháp chính. Quần thể tháp bà Ponaga được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia vào năm 1979. Một cái quán tên là Loan Nguyên và địa chỉ là 123 Ngô Gia Tử. Thì ở đây thì Khang sẽ ăn một món ăn mà chắc chắn khi mọi người tới Nha Trang mọi người sẽ thèm ăn nhất. Từ sáng đến giờ Khang rất thèm ăn luôn đó mọi người. Đây, Khang gấp cái này lên là mọi người cũng biết đây là cái gì rồi đúng không? Đây chính là món bún sứa Nha Trang. Thì ta sẽ ăn cùng với bốn gia vị như sau ở quán này. Đầu tiên là ớt xay, mắm tôm, nước mắm ớt và cuối cùng là nước mắm không.
Thôi bây giờ Khanh sẽ thưởng thức một miếng bún và một miếng chả cá và một miếng sứa, bởi vì chả cá cũng là một đặc sản của Nha Trang lắm mọi người. Bây giờ mình ăn miếng sứa nha. Hình chưa bao giờ ăn sứa nha, nhưng mà chả cá là một món khoái khẩu khá. Nó kiểu nó con rồi, đặc đặc cứng cứng hơn chút xíu, ăn cho nó mặn mặn, chắc là do nước biển. Giờ ta sẽ ăn một miếng chả cá nha chàng. Ở nhà Khang đã ăn rất nhiều chả cá rồi, Khang rất thích chả cá luôn, nhưng mà Khang chưa bao giờ thực là mới là chả cá đặc sản của Nha Trang. Yummy. Rất là ngon. Như là và chỉ có mặn mặn. Thế người ta sẽ có ở đây trong có tiêu, hơi cay cay, chắc có tiêu. Chả cá có tiêu mà mọi người, rất là ngon đó mọi người. Thôi bây giờ Khang ăn chay. Khang đang chơi đường đi đến mọi nơi mà theo Khang ra thử thử giống Vinpearl Safari ở Phú Quốc đó mọi người. Nó chính là vườn bí vương. Thì nơi này mình có thể tới bằng đi một cái lối đi, không phải là bí mà vậy, nhưng nhà ở gần ngay cổng mà mình sẽ bắt xe điện để đi vào khách sạn và những cái khu villa. Nên bây giờ thì Khang nói giống Vinpearl Safari là sẽ có những con vật. Và theo Khang nhớ lại là chạy đi chạy chơi là những phần cuối cùng á là cũng được qua vườn quý vườn chứ không phải ở nơi khác nha mọi người. Khang bây giờ Khang cũng rất là hóng chờ có thể đi tìm được cái nơi mà đang ngầm tới cái bộ đội chứng thức bên trong tập cuối đó mọi người. Thôi bây giờ Khang sẽ đi khám phá đây. Bây giờ Khang đang ở khu du lịch Vinwonders Nha Trang rồi đây. Thật sự đây là một khu vui chơi nhưng mà Khang sẽ gọi khu du lịch cho nhanh nha. Thời buổi sáng Khang đã đi chơi khô rồi. Bây giờ Khang đang mặc đồ bơi của Khang. Nên buổi chiều Khang sẽ đi chơi ướt. Thì Khang rất là háo hức bởi vì Khang biết là một trong cái trò chơi đó đã được qua trên trận đi chơi chơi là cái máng trượt. Máng trượt Khang nhớ là hình như phải trả lời câu đố đó mọi người. Bây giờ Khang không muốn xem, Khang rất muốn xem một cái đó, nhưng mà hồi nãy khi Khang xem bản đồ về những cái chỗ mà mình có thể chơi được ở đó thì Khang thấy một cái nơi mình rất là kỳ lạ đúng không mọi người, đó chính là dòng sông lười. Thôi bây giờ Khang phải tới đây để Khang biết dòng sông lười là cái gì và Khang muốn đi cái máng trượt nước đây. Yeah. Chỗ không đi nước, nhưng mà bây giờ cái quần bơi của đồng đồ bơi của Khang cũng khô đau luôn rồi mọi người. Bởi vì sao? Bởi quy định của cái khu công viên nước bốc và tiếng người bốc lên á là hơn 1m5 mới được đi, trong khi Khang đúng lắm Khang chỉ có 1m38.5 thôi, nên Khang không có được đi và 6 giờ nó đã đóng cửa rồi.
giờ Khai sẽ đi về biển rồi chứ bây giờ Vang được bơi mà không đi ra biển thậm chí không có giống nước luôn, buồn quá. Thôi bây giờ Khai đi. Thì nơi này thật sự tên gọi của cái hòn đảo này không phải là đảo Vinpearl, dù nó thực sự có Vinpearl trên đó nhưng người ta gọi là hòn Re. Re nơi mà Khai đang đứng ngày xưa là ở đây là anh nghĩ là ngày xưa chỉ có đá thôi và không có nhiều cát và không có một bãi tắm, nhưng mà sau khi mà thành lập Vinpearl thì người ta đã đổ cát vô và cho đất bằng phẳng hơn. Và khu này thì có gió nha mọi người nhưng mà không có sóng. Thấy là có đất liền hết, Khang cũng đẹp. Bây giờ Khang sẽ thử nhìn nhận với cái kính bơi mà Khang mới được tặng đây. Rất là đẹp đúng không mọi người? Và bây giờ Khang sẽ thử lặn đây. Wow, hiện nay Khang mới lặn chút xíu thôi mà Khang thì là miếng tảo nè mọi người. Bây giờ Khai phải đi xe điện đây, xe điện tới rồi. Thì ở đây mỗi combo sẽ có xe điện khác nhau như là tuy là Vinpearl Luxury Nha Trang, xong rồi lên Vinpearl này là Nha Trang bay có xì ba trong này, còn đây là chỉ có resort Nha Trang thôi. Ở đây là Discovery 1 là cũng nhưng mà Khai ở Discovery 2 nên bây giờ Khai sẽ đi đến chỗ này. Ở đây có xe điện Discovery 2 luôn này mọi người, thôi Khai lên nha. Mọi người bây giờ Khai đang ở trên xe điện để về cái chùa Lễ Tân rồi đây. Khi mà đi xe điện có ba cái lợi ích. Đầu tiên là xe điện được chạy bằng điện bảo vệ môi trường. Hai là mình có thể được đi thông gió bởi vì nó sẽ không có cửa sổ. Cái thứ ba là khi mà đang ngồi ở đằng sau như Khai đây nè thì như đây chơi cảm giác mạnh vậy á mọi người, nó rất là lạ đúng không mọi người. Bây giờ Khai sẽ hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai để chào mừng Kim Ngưu nha. Đây là một số hình ảnh trong màn trình diễn Tata Show với nhiều màu sắc và âm thanh sống động. Nhưng mà mọi người lưu ý phải đến sớm để có được vị trí tốt nhất nha. À, mà xem show này thì mình phải ngồi bẹp dưới nền sân và phải tập trung theo dõi màn hình để biết câu chuyện chuyển biến qua từng giai đoạn như thế nào nha. Vì tiết mục này hoàn toàn không có lời thoại. À, và nếu mọi người không biết thì vị trí của Tata Show là ở quảng trường thần thoại nha mọi người, sân khấu nhạc nước đó.
còn đây là màn trình diễn của các bạn Kim hoặc là dễ thương mới đi. Ước gì khen các bạn thú cưng như thế này trong nhà luôn. Nhưng thôi, chăm sóc các bạn Kim này là một công việc siêu khó luôn, bởi vì nó tốn rất nhiều thời gian và công sức để tập luyện cho các bạn ấy. Bên tay trái đó là ngôi sao mà ngày rất là to con, nên là hồi rất là béo, mà ngày tên gọi là chim vẹt đuôi dài trong giờ hay là đến tên mà hay nghĩ đây cũng là một phần của vùng quê phương luôn mà mọi người, đó chính là hồ Hồng Hạc. Thì Hồng Hạc là một loài động vật nhà chim có xương và có cánh và hình như nó cũng biết bay. Và thật sự là cái tên Hồng Hạc nó hơi sai sai, nó là xám hạc hoặc là đen hoặc là trắng hạc. Bởi vì sao? Bởi vì Hồng Hạc khi sinh ra thì có màu xám màu trắng. Cái lý do mà hiện giờ chúng ta thấy nó màu hồng là bởi vì nó ăn tôm quá nhiều, mà tôm nó màu đỏ ra thì màu đỏ sắc tố của cái con tôm nó bị truyền lên cái lông của con hồng hạc thôi. Wow. Nên nó mới ra màu hồng, chứ nếu không nó cũng nên khai thấy cái tên này hơi sai sai, nhưng mà thì đúng là nó màu hồng khi nó trưởng thành thiệt. Thôi bây giờ khai sẽ xem thông tin nào, xem hai cái loại sách thông tin nào thú vị và hồng hạc nữa không nha. Bây giờ Khang đã tới chơi vườn quốc vương rồi đây. Thì bây giờ Khang rất là vui, Khang thì nhìn thấy thiên nga trắng cô đen, nhìn thấy khỉ. Mà nãy hình như Khang nhìn thấy con khỉ đít đỏ nữa, Khang là nghi thôi nha mọi người. Thì Khang nhìn thấy rất là vui rồi, nhưng mà Khang cũng rất là buồn, bởi vì đây cũng là có lúc chuyến đi nghỉ hè của Khang rồi. Thôi chúng ta sẽ hẹn gặp lại vào một dịp khác nha mọi người. Trên kênh của Khang là em Khang, bên Khang Media mọi người nhé. Like, share và subscribe kênh video này nha mọi người. Thôi bây giờ thì 1, 2, 3, bye bye.